quét cái này, quét trước cái này. Rồi hôm nay chắc cũng tầm trưa ế hết rồi. Và hôm nay cũng có một cái dòng xe Blade 2013. Thì mình cũng để nói rõ cho tất cả các anh em, vì hiện nay thì cũng khá nhiều anh em đang sử dụng những cái hệ thống như là, chào anh em, dùng cái chân chống đứng này. Chúng ta dùng những cái khoan đó, khoan bê tông. Có nghĩa là chúng ta mở chức năng đó là rung. Rung để gì? Để mọi vật, mọi thứ xếp gì có thể nó ra toàn bộ. Nhưng mà cũng khá nhiều anh em lại không đọc hết cái bài viết của mình. Sẽ xảy ra sự cố là gì? Chúng ta làm ngược đi những cái điều quy tắc. Không phải là dùng để cho nó tất cả một cái để gãy đi, mà quan trọng là chúng ta phải dùng đúng. Sử dụng như hơ lửa để làm gì? Tôi ở trên tay tôi hiện nay này, đây là một cái kho ga. À, các anh em hiểu rằng là cái kho ga để chúng ta hơ gì chân trống đứng này. Cái này là cứng ngắc này, anh em nhìn này, rất là cứng này. Bây giờ nó chết cái cốt này, cái cốt vào mấy cái ống ở trong thân của cái trống đứng của mình là nó cứng lại, nó rất là cứng. Bây giờ di chuyển anh em nhìn thấy này, rồi chính xác em, anh em thấy không? Tại vì sao bây giờ nó chết ở trong cả một cái ống rất là dài? Thì bây giờ chúng ta cần phải nói chuyện với khách hàng trước. Chúng ta đầu tiên đó là chúng ta cắt thì sẽ tốn tiền khách hàng, thứ hai là cũng là nguy hiểm đến tất cả các anh em thợ. Có nghĩa là chúng ta dùng những cái máy mài mà chúng ta dùng đánh bắn cắt đó, thì bây giờ xảy ra tai nạn về sử dụng máy cắt rất là nhiều. Chúng ta dùng bằng gió đá thì lại xảy ra cho vấn đề của anh em là dễ bị cháy nổ. Thứ ba nữa, chúng ta dùng bằng cắt tất cả thì chúng ta cắt thì cần phải thay gì? Chân trống đứng và thêm cái cốt nữa thì cũng mất mấy trăm ngàn cho khách hàng. Nên tại sao chúng ta không dùng bằng kinh nghiệm, bằng những cái ứng dụng, những cái dụng cụ ở cơ khí để đáp ứng đưa vào trên cái dòng để rung này này trên xe của khách hàng một cách đơn giản hơn. Chúng ta cũng có thể gì tăng thêm thu nhập, tăng thu nhập nha anh em, giảm thiểu chi phí cho khách hàng. Đó là một cái điều tôi muốn chia sẻ cho anh em. Thì đầu tiên thì các bạn lưu ý khi cái dòng xe chúng ta để ngả quá này thì rất là nguy hiểm. Em qua nghiêng lên cho chút xíu, nghiêng đứng lên chút xíu. Vì sao mà chúng ta cần phải nghiêng? Vì thôi được rồi, như vậy được rồi em, nghiêng như này để gì? Khi chúng ta lỡ ngả nhiều quá, cái mức độ quá, khi chúng ta đang quá trình để chúng ta hơ cái gì, cái đèn cò này, sẽ xảy ra mà tình trạng thì anh em đâu biết là cả cái xe bít bung. Thì nhiên liệu mà nó xì chảy ra thì rất là nguy hiểm đến cho tất cả các anh em thợ. Có nghĩa chúng ta chỉ làm chân chống đứng thôi, nhưng mà chúng ta lại phải hậu quả là gì? Rất là lớn. Nên là các bạn phải để ngả nghiêng một mức độ nhất định. Và chúng ta sẽ dùng cái khò này để làm gì? Khò cho nóng cái cốt này này. Nóng cái cốt cho nó gì? Nó không phải là nóng để chúng ta đục cho dễ, không phải nóng đủ để chúng ta đóng cái ống này ra, cái cốt này ra. Và chúng ta hơi nóng để gì? Thứ nhất là chúng ta đốt những hơi ẩm bên trong. Hơi ẩm bên trong nha anh em lưu ý nha. Không phải là hơ hồng lên để chúng ta làm được chân chống đứng. Đây là anh em nhìn thấy rất là cứng này. Tôi bây giờ tôi gõ hoặc là tôi kéo có thể là gãy cái chốt này. Anh em lưu ý nha. Tại vì tôi ghi trên bài viết nhưng mà nhiều anh em không có làm và anh em cũng không chịu coi. Còn cho cái cốt này có nó có mục đi chăng nữa thì tôi dùng nó cũng tác động gãy luôn. Vì tôi cũng phải nhờ đến một anh em. Hoan ơi, cầm giùm anh cái. Và đầu tiên thì các bạn để một mức độ nghiêng nhất định. Và chúng ta sẽ sử dụng cái đèn khò. Chúng ta khò trên cái ống này. Do là người sử dụng phương tiện đó, khách hàng đi rửa xe và đi những trời mưa ẩm ướt thì trong cái cốt này này, cái ống này nó sẽ bị ướt này. Anh em lưu ý nha. Lỡ ướt thì chúng ta làm tác dụng là gì? Chúng ta khò hơ cái này này, hơ cái cốt trên này cho nó đốt hết tất hơi ẩm. Nhưng lưu ý, chúng ta phải nghiêng mức độ xe vừa tầm, vừa phải, đừng để cho vấn đề xảy ra sự cố. Có những lúc chúng ta đâu biết được cái thùng chứa nhiên liệu của khách hàng, xe khách hàng nó lủng, không thể biết được, hoặc lắp thùng nhiên liệu không kín, xảy ra tình trạng là xăng chảy xuống dưới, thì lúc đấy anh em rất là nguy hiểm.
nguy hiểm cho cửa hàng của các bạn, và chính các bạn làm chẳng bao nhiêu tiền mà đền cả cái xe thì rất là tách việc. Quá trình khi chúng ta hơ xong thì các bạn để nguội nhá, anh em để nguội, có nghĩa là chúng ta để không còn nhiệt ở trên này, rồi chúng ta mới dùng đến cái súng gì, rung bê tông. Chứ mà là anh em là hơ nhiệt lên để nóng nha, để cho nó nóng để chúng ta dùng. Rồi khi chúng ta đã làm xong và em sẽ ngả cho anh hết mức độ. Đây thì các anh em nhìn này, cái này là khi chúng ta đặt ở cái bát này, anh em nhìn này, nó cứng rồi là nó di chuyển cả bát và chân chống đứng giữ cứng lại, không thể di chuyển được nha anh em lưu ý. Các bạn phải dùng đúng, còn giả dụ những anh em khác chia sẻ nhưng mà lại làm sai, sai thì cốt lõi các bạn dùng chả vỡ lốp rồi các bạn dùng không ra được. Tôi nói với anh em, kể cả các bạn đương ở vùng biển đi chăng nữa, nếu các bạn làm đúng cách, tôi đảm bảo với anh em thì cái nào cũng phải ra hết. Nếu nó không ra được, nó tự gãy ở đó thì nó sẽ di chuyển ở cái chân trục đực. Chúng ta để không còn nhiệt ở trên cốt này nữa, chúng ta giờ mà không còn nhiệt nữa thì lúc đây các bạn mình rung. Chứ mà là khi các bạn làm bị sai quy trình, có nghĩa là các bạn hơ cái này nó hồng rực ra à, xong anh em bắt đầu rung đến quan bê đồng, rung một cái không khác gì các bạn làm điều ngược lại. Có nghĩa là khi nóng nhiệt độ đường cao, các bạn rung trên á thì sẽ xảy ra sự cố là gì? Móp cái ống là anh em không thể nào mà có thể mà để làm nhẹ được. Nên là các bạn sử dụng cái gì cũng vậy thôi, ứng dụng những cái khoa học kỹ thuật vào trong tất cả những cái hệ thống trên xe của các bạn cũng vậy, cũng phải làm đúng khoa học, đúng theo hướng dẫn. Và bước thứ ba nữa là khi tôi đã giờ trên thân tay này, nó không còn độ nhiệt độ nữa, nó không còn nhiệt độ nóng nữa nha, thì lúc đấy các bạn mới dùng đến rung. Đây anh em nhìn thấy rất là cứng này, mình không thể lôi được. Thì khi chúng ta lôi là chân chống đứng nó sẽ vướng mắc vào đây. Cái lý do này thì rất là đơn giản, do khách hàng đi lâu ngày không dựng chống đứng thì sẽ bị kẹp bó cứng. Do gì? Thứ nhất là cái cốt này nó làm rất là tốt, có nghĩa là nó ôm trọn nguyên cả cái cốt, hết cả tầm đến 20cm. Thì mà chúng ta không dựng chống đứng thường xuyên thì nó kẹt cứng thôi. Và các bạn hãy chia sẻ để đến những anh em khác còn đường làm sai, có những anh em khác nào chưa làm đúng, thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận đó và chúng ta sẽ sửa lại. Và cách làm một cái khoan này thôi, nhưng mà các bạn sử dụng rất là nhiều dòng xe, nhiều kiểu xe, nhiều cái dụng vật dụng để chúng ta làm. Dùng bánh xe này, dùng những con ốc này, dùng những cái bộ hơi này, dùng bố ba càng này, rất nhiều vân vân. Quan trọng là các bạn sẽ đưa vào như nào. Thứ hai, chúng tôi để đặt vào vị trí này, cố định này. Anh em nhìn nhá, để làm gì? Chúng ta dòng xe này nó đã bị sét bên trong này, nên là chúng ta dùng cái mức độ rất là lâu chứ không phải là đơn giản, có nghĩa chúng ta có thể mất thời gian là 3 phút đến 4 phút để dùng. Đặt một vị trí nhất định nha anh em lưu ý.
vào bụng dọc ạ. Thưa đây anh em đã đợi một chút xíu nha, cái này là do với mức độ là nó quá sét, nó muốn mục cả trong cốt này này, anh em lưu ý này, mục toàn bộ bên trong, nên là có những cái xe mình phải dùng mất vài phút, 5-7 phút, nhưng quan trọng là chúng ta cần phải có cái xác định để phải lấy được nhẹ nhàng. Đây anh em nhìn thấy là mục cả vào trong thân này này, đây này anh em lưu ý này, em mở cái đèn led lên này mình nhìn thấy được. Cái này gọi là hôm nay là do cái chống đứng này nó sét quá, muốn gãy cả cây, nên là tôi mới chia sẻ đến anh em làm đúng cách. Bây giờ vẫn còn chưa thể nào lấy ra được, nhưng cần phải có cái bụi đó, nó phải ra liên tục. Mới từ nãy giờ được mấy phút đâu. Chỉ mấy phút thì anh em, nhưng cái này nó cứng quá. Bây giờ chúng ta có thể, bây giờ rất là cứng nha anh em, nhưng mà chúng ta vẫn có thể kéo được, nhưng mà con thôi đợi ngừng hoàn rồi, có thể là nó rất là cứng. Cái này bây giờ chúng ta có thể kéo làm sao mà chúng ta di chuyển được bắn đằng sau nữa thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà như vậy là cái này nó quá cứng. Do đây này anh em lưu ý này, được rồi, khỏi không? Được rồi, đây gãy gãy chân này không được. Đó, đường ra đấy là rất ok. Đây anh em nhìn thấy này, nó muốn mục hết bên trong thân cốt này này, đi vào cả thân cốt này mới rất là khó, cực kỳ khó. Vâng anh. Rồi cái này chịu khó thì dùng cỡ tầm độ 5-7 phút là có thể ra nóng lắm em ạ. Ô em nóng trời ơi luôn, khủng khiếp luôn. Không đúng rồi. Dạ đúng rồi.
Cái này là cứng ghê á. Cái này là cũng phải 7-8 phút rồi, 5-7 phút rồi chưa được. Nhưng mà nó vừa đương vải ra. Đấy, đấy, bây giờ là được. Lấy cái cây ạ. Đây, này nhẹ lắm. Rồi, ok. Đây nha anh em, lưu ý. Rồi, rồi. Đây. Ủa, nó gãy cây luôn à? Rồi anh em, rồi kệ đi, gãy cây luôn. Đây anh em lưu ý. Vừa lấy lúc mà ép giết mà bây giờ cái cây này tôi thấy là nó gãy luôn rồi nè. Đây anh em nhìn nữa đây. Dùng từ nãy giờ không ra và bây giờ là gãy cái cây lúc này chỉ kéo xuống là gãy cây này. Gãy cái cốt này này anh em này. Ồ, gãy luôn rồi. Rồi em rút cái chốt ra đây. Sao rút? Dễ gì rút được nó ra. Gãy cây luôn đây anh em ạ. Sao? Sao anh? Có bán gương à? À có anh ơi. Có thể là dùng cái này, có thể là gãy cây này luôn. Bạn ơi. Dùng giùm anh cái này nữa. À em ơi, gỡ cái gương. Đây nha anh em nha, lưu ý này, gãy nguyên cây này luôn. Nhưng chẳng xi nhê bây giờ tôi sẽ có thể là dùng bằng cái này lấy ra được. Dùng vào đây em. Bây giờ là lấy luôn cái cây này ra được rồi anh em này. Lấy anh mượn cái cầm gương Hòa ơi, cầm gương Yamaha. Do là cái cốt này quá cứng. Bây giờ chúng tôi có thể bắn rung đây để có thể rút cái cốt này. Rất là nhiều mà. À, rồi đây. 120. Rồi, 120.
anh em nhìn thấy bây giờ nó quá trời ra mạc này. Tôi sẽ rung để cho anh em nhìn thấy và tôi sẽ đục cái cốt ra trở lại cho các anh em thấy rõ luôn. Có nghĩa là trên cái lúc thời điểm cây này nó cũng xét nhiều lắm rồi. Do là anh em thấy không, nó muốn đứt chân trông đứng. Nhưng hôm nay là đánh giá là tôi cắt ra tôi thay cũng được, nhưng muốn để chia sẻ cho anh em nhìn nó cách đơn giản hơn. Em khoan và chán đây. Tôi sẽ đục cho anh em thấy. Bây giờ kính bao nhiêu tiền đó? Hôm nay là cây này là khoai đây này, khoai lắm đấy. Nó dạ nhiều lắm rồi, nó muộn nó dạ quá trời để chân chống đứng. Đấy, anh em nhìn thấy rõ này. Bây giờ có thể nó đục ra được rồi. Gãy cây luôn ạ. Chịu không nổi. À, nó không gãy được, sao gãy được. Tại vì khi mình rung đấy là cái sắt là nó bị xét rồi. Đây, nếu mà thường là chúng tôi đã lấy ra được tất cả mọi cái. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cũng có cái nó rất là xương. Nhưng mà chúng tôi đã gãy cả cái cây này luôn rồi, anh em nhìn thấy rồi đấy. Cái cốt đây là vừa, đúng vừa. Hình như là cứng đấy. Chúc là phải dùng luôn quá. Cho nó bằng bằng là mới đóng được. Bằng chưa, bằng chưa? Anh phải giữ cho nó cụp ra đi để anh định vị được. Cái này nó cứng quá. Ta chưa sụp. À đúng rồi đấy. Dùng thêm tí xíu nữa. Khoai đây. Nhưng mà do khoai là lý do là anh biết tại sao, anh em biết là đây là nó mục hết một cái thân này luôn. Nguyên thân ống này mục hết toàn bộ luôn. Nên là chúng ta lấy không chưa được, nó phải ra muội nhiều. Muội nó nhiều lắm. Đóng là gãy tai đấy. Nếu mà anh mạnh quá là gãy tai đấy. Di chuyển không? À có di chuyển được đấy, nhưng mà thôi nó cứng lắm. Chắc rung nó tí xíu được. Để rung tiếp theo cho anh em nhìn thấy nó rõ hơn.
anh em nhìn thấy đó, đó. Hôm nay đúng là cái chân trống đứng này là thật là khoai. Có thể là chúng ta giờ đục có thể là ra được rồi đấy. Bây giờ em kê lên đi, kê một cái cục cái đè là lên trên này đi. Tại vì cái này nó không còn cái điểm ở giữa. Nếu xe này mà vừa lấy là không bị gãy cây nha anh em lưu ý, thì chúng ta sẽ có mức điểm để tì đè, để chúng ta sẽ dùng nó sẽ ra ngay lập tức. Nhưng do bây giờ chúng ta không còn cái cây để đỡ bên này thì nó sẽ xảy ra tình trạng là chúng ta dùng rất là khó khăn. Nhưng mà em kê, em kiếm cái cục ghi kê lên đây. Nó chưa loài chưa xíu nào đâu. Khi anh em nhìn thấy là muội ở dưới đây rất là nhiều, có nghĩa là cái lượng mà bay ra nó đã quá trời rồi. Nhưng mà bây giờ do chúng ta không có cái điểm mà tì chết để chúng ta có thể xoay, lấy cái cây gì để chêm lên được để đóng mà gãy chân bên kia. Bây giờ nó không có chính xác. Em từ khoan đã. Rồi, bây giờ em nhìn đi. Rồi ok, em đóng. Đóng ra cho anh cả. Rồi, không được, nhắn lắm. Không có những cái khoai nha, khoai là gãy được cái đấy thôi, nhưng mà chúng ta bị mất cái gì? Mất cái điểm tựa bên trên nha anh em lưu ý, bên trên này này. Có thể làm cho gãy ốc nhưng mà không có gãy được cái bát này nhôm của chúng ta. À đó là cái điều quan trọng nhất anh em cần phải làm. Hôm nay là gặp cái này nó xét đến tít vào bên trong rồi, chân trống đứng à. Rồi chút xíu nữa anh em sẽ hỗ trợ và chúng ta sẽ đóng cái cốt này, nó đóng ra một đoạn rồi nhưng không dám đóng sợ nó gãy chân. Lấy cái kê để cho nó không có bị. Đã ra một khúc rồi anh em, nhưng mà vẫn thấy ngắn ngắn khi chúng ta đóng nha. Đây nó đã ra một khúc rồi đây anh em, do là xét quá nhiều luôn. Đấy nó ra rồi, lỏng bạc bên dưới luôn. Gãy cả tay này nha anh em lưu ý, vì nó xét quá mà nó xét hết ở bên trong cái thân này này anh em. Và chúng tôi cần phải dựng được chiều kia cái là đóng qua là xong nha anh em lưu ý. Ôi, xin chào tất cả anh em. Và chút xíu nữa tôi sẽ test cái kim phun của dòng xe Future 125. Và trên này chút xíu nữa là tôi sẽ test cái kim phun của dòng xe Future. Vì hôm nay tôi đã vào được một mớ kim. Sắp tới thì tôi sẽ cung cấp tất cả cái kim phun cho tất cả các anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc. Và tôi sẽ phải đi test từng cây kim và qua từng thiết bị để chúng ta chuẩn đoán mới được đưa được cái cây kim chính xác. Rồi, xin chào em Hiệp nhé. Có đó. Về dòng Future như rất là nhiều anh em bây giờ hiện nay đang làm, có thể các anh em mở mức độ 1, mức độ 2, nhưng mà nếu mà anh em mở vậy thì sẽ là hụt ca khủng khiếp nhá. Về bản chất của Future 125 thì đường sử dụng kim đó là mã E. Thì xe này, đúng rồi, cũng khó đấy, tại vì nó mục sâu quá, để bây giờ chúng tôi cần làm nốt nữa là xong. Thì bây giờ nó gãy cái chân rồi thì chúng ta xử lý cũng rất là đơn giản.
Lưu ý khi anh em phân tích ở trên dữ liệu thiết bị Motoken thì chúng ta đạt về mức độ là trên 60 độ C, đó là nhiệt độ động cơ nhé. Vì sao mà những cái dòng xe Future 125 thì như anh em hay bị thử đó là nó đường bị gụt ga đầu, có nghĩa là cái dòng xe này đáng lẽ là nó phải sử dụng kim G mới đúng được nha, nhưng mà do đa phần zin thì nó cứ hay sử dụng kim E, mã E nên là nó không đủ cung cấp nhiên liệu khi chúng ta đề ba. Nếu xe này chúng ta để làm đúng, nhiều khi có những anh em hỏi là tại sao tooling lên, có những anh em đương sử dụng những tooling, những tính năng, những thiết bị công nghệ tooling lên thì càng tooling lên thì càng hụt ga. Vì lý do là sao? Vì kim bản chất của nó có 110 à? Mai à? Rồi, xin chào chú Cường Nhờ Quê. Rồi. Thì nếu đúng ra thì các anh em hãy thay cái kim, đúng kim mã G của nó 125 giúp tôi. Thì xe này đảm bảo với anh em là sẽ ok ngay, không bao giờ hụt ga nữa. Và đợt này mình cũng đương vào cái kim hàng xịn, đương hôm nay mình nữa sẽ test kể cả dòng xe lít 125 và Appellate 125. Và hôm nay tôi cũng phải là test qua gì, thứ nhất là qua thiết bị, vì chiếc kim của tôi đương sử dụng là kim zin nhá, kim mới tinh nha anh em lưu ý. Mã E. Và chúng ta muốn để kiểm tra chính xác thì anh em hãy lưu ý chúng tôi là khi đưa đến kim full cho tất cả anh em. Đúng rồi, bản chất của những dòng Future 125 á, tại sao nó hụt? Vì người ta muốn tiết kiệm nhiên liệu thì hãng nó phải đưa vào cái kim E. Thì tại sao mà chúng ta có nhiều anh em mà tooling lên rồi mọi cái, nhưng mà các anh em tooling lên như vậy là xe là càng chạy tệ hơn. Tệ đi có nghĩa là nó mở được mà gọi là cái vòng tua, nhưng mà cái nhiên liệu có đủ đâu. Như bây giờ tôi đương làm ở trên laptop thì rất là chuẩn. Và các bạn hãy cho kim G vào giúp tôi. Thì hiện nay tôi đang thử trên thiết bị và tôi test tất cả kim full. Đúng rồi. Đúng rồi, chú Cười Nhà Quê. Chính xác. Thì hôm nay này, bây giờ tôi đang bỏ vào kim G để thử cái dòng xe Future 105. Thì cảm biến oxy sẽ nhảy được nhịp nhàng từ 170 mấy mV cho đến 900 mV. Và tiếp theo, thì để muốn chính xác nữa thì anh em hãy giúp cho tôi một điều, đó là chúng ta kiểm tra tỷ lệ AF. Rồi, nhưng mà cái đấy phải kiểm tra lại chứ chú, đâu có phải là cứ nhất thiết là kim G mà 150 mà ghê đâu. Bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra tỷ lệ AF mới biết được chính xác. Nếu xong xe ga thì các bạn có thể lên ga và gì, và bóp phanh. Còn nếu dòng xe số thì làm sao, thì các bạn hãy vào số giúp bản thân mình. Thì trên đây khi chúng ta muốn có tải khỏi cần chạy cũng được, các bạn có thể già thắng, già già nhẹ cho chú thắng đấy. Để biết chúng ta là kéo ga này. Nếu ở đây khi tôi gửi đến anh em một cái kim full á, là tôi phải thử qua gì. Khi các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta giảm ga về đột ngột, vòng tua đã cao thì ECM sẽ điều khiển đóng lại, có nghĩa là nó nhờ đâu, nhờ cảm biến của TB. Điện áp đương cao mà tuột xuống thì giảm xuống thì được ECM biết được và sẽ đóng ngay cái gì, cái thời gian phun đấy về mức không, thì tỷ lệ hòa khí sẽ nhạt nha anh em lưu ý. Còn khi chúng ta đã có tải, khi chúng ta vào tải thì ở trên gì, tỷ lệ hòa khí sẽ lên động. À đấy là chúng ta thử một cách chính xác về một cái kim phun, thử đúng cách một cái dòng xe đương bị hụt ga. Không phải là chúng ta hụt ga mà có thể là các bạn siêu, thì tôi không dám nói là cái điều mà các bạn ở trên trên Facebook chia sẻ rất là nhiều. Các bạn chỉ cho tôi được coi mỗi thông số, các bạn kêu xe ngọt không hao xăng. Nhìn vào thông số này làm sao đã biết được mục đích có hao xăng hay không? Nhìn vào mục đích này xe có hụt ga hay không? Đâu thể biết chắc chắn được.
có những cái tham số nó nhảy dưới 1V nhưng xe vẫn hụt ga. À đúng không chú Cường nhà quê? Mấy chú Giang Nguyễn Trường, như anh em đã sử dụng thiết bị đã nhiều rồi, có những lúc thông số rất là ok nhưng xe của các bạn không thể nào có thể tải được để ngọt ngào vì nó hụt ga khủng khiếp luôn. Cho dù cái thông số đấy dưới 1V được dao động, nhưng mới thiết bị Motoken thì nó lại rất đơn giản để cho các bạn kiểm tra mức chuyên sâu hơn. Chúng ta mở vào gì? Vào cái bên trên thông gọi là kiểm tra tỷ lệ ở ký. Rồi. Vẫn điện thoại cũ đấy nhưng mà bơm rồi á. Do nó bị ngắt kết nối á thì anh em thông cảm, có nghĩa là mình cũng sử dụng công nghệ nhiều mà vẫn rốt. Vẫn chưa được ok đâu. Có nghĩa là nó bắt mình cập nhật cái Facebook mới. Thế mình bơm đấy, mình cập nhật lại cái phiên bản mới, cái là tự dưng xe nó chạy ngọt ngào liền. À cái máy này này, trên điện thoại chạy ngọt ngào. Rồi xin cảm ơn chú. Nên là nhiều các anh em ở trên Facebook, thực chất tôi cũng chẳng phải nói là chê hay là khen thì anh em, nhưng mà thực chất anh em không có mang một cái tính thuyết phục đến tất cả các anh em. Có nghĩa là chúng ta cần phải giải quyết bằng gì? Hụt ga đầu, chúng ta cần phải có tải, chúng ta đưa vào tỷ lệ A trên F, chúng ta phải giống như xe ga, các bạn khỏi cần phải chạy xa, các bạn khỏi cần phải chạy ở trên con đường, các bạn chỉ cần ra phanh và chúng ta kéo có tải thì mức độ cái khi chúng ta có tải thì các bạn nhìn là tỷ lệ A trên F này nó phải đậm này, đậm này, thời gian phun phải gì, mở TI đến 8-9 mili giây đó là mới đúng. Còn khi các bạn đã gì, giống như bây giờ nha, tôi kéo ga thì tôi thả ga về đột ngột, tín hiệu điện áp về đột dừng đột ngột, có nghĩa là giảm về đột ngột, thì thời gian gì SM điều khiển đóng lại TI, có nghĩa là không mở phun nữa. À xong các bạn sẽ nhìn được cái giá trị ở gì, trên tỷ lệ A trên F này nó sẽ gì, trở về nhạt. Cái quan trọng nhất là nếu anh em nào mà đừng sử dụng những thiết bị gọi là để biết được mục đích xe đấy 100% xe chạy ngọt và đúng tiêu chuẩn, tiêu thụ đúng tiêu chuẩn nhiên liệu, đạt được 14,7 khí trên 1 gram nhiên liệu này, thì phải dùng đến những thiết bị nào các bạn nhìn thấy như vậy, chính xác như vậy thì lúc đấy tôi mới ok. Còn những anh em mà xe thì tỷ lệ hòa khí có những lúc xuống có 19 mili giây à mili vôn thôi, thế mà anh em mà kêu thông số ngon lắm mình cũng chả dám nói, xe thì chạy không nổi. À đấy là tình trạng mình cũng muốn để gửi gắm đến các anh em, không có cái gì mà các bạn chuẩn, chỉ bằng gì, cách hành động, cách đưa ra tất cả những chỉ số, đưa ra kể cả tỷ lệ A trên F, lúc đấy mới đưa ra được cái thông số chuẩn nhất. Đó, ok chú Cường. Đấy, đấy là khi chúng ta vẫn, bản thân mình đường cung cấp tất cả những cái kim phone cho tất cả anh em thì mình đều phải test qua như vậy. Có nhiều hôm qua mình cũng gọi một điểm cung cấp kim phone, ở đây có anh em nào đã từng mua kim phone và đã được những cái cửa hàng nói câu là em ơi cái kim phun này tôi bán cho đến cả vài nghìn cái rồi, tôi bán vài nghìn cái rồi, do anh khó không? Có như anh em đã đi đổi kim phun mà nhiều khi anh em đừng sử dụng thiết bị mà về vẫn hao xăng hoặc là hụt ga, anh em ra đổi thì họ kêu trời anh này khó thật mua cái kim phun, một là kêu khó thật, hai nữa là anh này không biết sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử, không biết cái kim phun là như thế nào. Đó là những cái người bán họ không biết, họ sẽ nói với anh em như vậy. Còn bây giờ một cái kim phun như bản thân mình á, mình đưa đến cho anh em, tại lâu lắm rồi mình không có kim phun chuẩn để đưa gửi đến các anh em, nên là hôm nay mình mới nhập rồi rất là nhiều kim phun. Đây kim phun hôm nay mình về đây rất là nhiều và mình cũng chưa đủ kịp thời gian để test cho anh em, kim tái về rất là nhiều. Và đây kim trần là kim zin, đây mã gì, đây là mã mấy thùng nữa, đây là mã E, mã E, đây là mã E của dòng xe phía xe thân ốm nhá, thân ốm hoặc là thân mập thì của dòng xe lít nhá, SCR Airplane 2010. Mức độ của tôi là ở đây khi tôi cung cấp đến tất cả kim phun cho anh em là tôi phải test qua xe và dùng trên thiết bị
chứ mà là chúng ta chỉ cần lấy được kim phun về này là giao cho anh em thì anh em sẽ bị gặp khoai ngay. Có nghĩa là gì? Có cái xe là lên nó lổ ngọt thì nó lại hao quá nhiều nhiên liệu. Xe các anh em đã thay lên rồi nhưng mà bây giờ nó lại hụt ca, có nghĩa là gì? Nghẹt cơ khí kim phun. À thì nói chung là cái RS110 thì đến hiện nay thì đấy là bản chất của con ECM. Kim phun thì cho dù các anh em đã thay đúng cái mã E của nó, nhưng có điều là con ECM nó đương bị lỗi về cái phần mềm. Nó sẽ nhận biết chậm về cái thời gian lúc anh em đề ba đấy, là nó không đủ cung cấp nhiên liệu thì nó sẽ hụt ga. Thì hiện nay thì sẽ có những cái phần mềm trên cái ứng dụng đó, tu linh ở bên trên cái laptop đó. Thì hiện nay như bản thân mình cũng đương là cài đặt và hướng dẫn cho tất cả các anh em trên thợ trên cả nước và tất cả những cái học viên sắp tới. Thì trên đây chúng tôi đã sẽ cài đặt từ xa cho anh em. Và cáp hôm nay chúng tôi đã lấy về rất là nhiều. À, cáp chúng tôi đã lấy về rất là nhiều cáp và chúng tôi sẽ tự đồng bộ ở nhà và gửi đến cho tất cả anh em test tất cả cáp. Thì trên đây thì phần mềm thì hoàn toàn miễn phí, chỉ thu phí cho anh em cái cáp này thôi. Thì đeo cái kèm đó là gì? Một cái jack kết nối anh em có thể tự làm ở nhà, đó là dòng xe những cái dòng xe jack ECM đó là 33 chân. Rồi thứ hai nữa là một cái jack nữa, đó là của dòng SH. Rồi anh ăn cơm rồi. Thì anh em về chỉ cần kết nối làm trực tiếp ở trên laptop. Hai nữa là các anh em làm trực tiếp trên cái bàn vi tính bàn cũng được. Nói chung là cái công nghệ thì không thể thiếu hiện nay. Thì tôi chỉ khuyến cáo mấy anh em là chúng ta đổ những cái dữ liệu đã hoàn thiện, dữ liệu đã hoàn chỉnh, dữ liệu đã đạt được mục đích để gì cho đủ nhiên liệu, nhưng cũng không thể mất phần đi gì, mất phần thông số chuẩn của nó. Chúng ta không đôn độ, chúng ta cũng chẳng độ vòng tua một cái gì cả, nhưng chỉ cần như vậy thôi thì cái yếu tố của các bạn xe sẽ không bao giờ hụt ga. Vì bản thân mình cũng hay đổ cho rất là nhiều những cái xe của khách hàng. Đây thì tôi cũng đường có 2-3 người để đường cài đặt cho tất cả anh em, những anh em học viên, để chúng tôi cài đặt về cái phần mềm tooling hoàn chỉnh, phiên bản hoàn chỉnh. Và chúng tôi sẽ gửi cái cáp kết nối trên xe và cái cáp để kết nối trực tiếp trên những ECM không cần xe. Đặc biệt là những dòng xe SH này, dòng xe Wayrider SX này, Vario. Đấy là những cái dòng xe của hiện nay trên thị trường cũng rất là nhiều cái dòng xe để chúng ta tooling, để đổ những cái dữ liệu hoàn chỉnh vào trên cái xe đó cho đỡ bị hụt ga. Rồi ok, xin chào anh em. Thôi thì hôm nay tôi cũng sắp rồi, ngày mai mình sẽ dắt những cái xe dòng xe 125, một dòng xe 110 về. Tôi sẽ test tất cả các kim và kim phun xong mới gửi đến các anh em. Thì khi tôi đã test kim phun đó thì có nhiều cái yếu tố. Khi các bạn lấy kim phun đó về nếu gặp trở ngại, tôi sẽ hỗ trợ. Thì trong đấy có mấy cái để các bạn phải kiểm tra. Thứ nhất, để muốn một cái kim phun hoàn thiện, sử dụng đúng tiêu chuẩn thì các bạn cần phải gì? Áp suất bơm nhiên liệu, áp suất bùng đốt. Và còn những cái cấu kiện bên trên nếu nó hoàn chỉnh thì các bạn đưa vào thì 100% xe nào các bạn chạy cũng ngon lành cành đào hết. Thôi xin chào tất cả anh em.